Xin chào. Yêu là gì mà lời không dám ngỏ, mắt vội nhìn rồi vội vã quay đi. Để đêm về buồn len lén đôi mi, ước chi chàng thấy điều mình khao khát. Vậy đấy các ông ạ, sinh ra đã là con gái, ai chẳng muốn mình được nửa kia yêu chiều, thấu hiểu. Thế nhưng không phải điều gì cũng cứ thế mà nói thẳng tuê ra được, nhất là trong công cuộc thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe lứa đôi. Các ông có tò mò muốn biết những khao khát nàng luôn giấu kín trong tim về chuyện leo núi, dù rất nghiện nhưng cũng lại rất ngại nói ra là gì hay không? Có phải cứ hầm hở giã gạo sao cho thật nhanh và mạnh bạo là nàng sẽ thích? Ngoài điểm laissez-faire, còn nơi nào cũng sở hữu siêu năng lực khiến nàng ngất ngây chỉ sau một cú chạm? Mọi thứ sẽ được tiết lộ ngay trong video sau đây. Anh em nào muốn tích thêm kinh nghiệm để chiều nàng tới bến thì nhanh nhanh vào lót dép hóng thôi. Let's go! Cháo lưỡi ninh nhừ, từ từ sẽ khoái. Bật mí cho các ông một tuyệt chiêu này, đó là món gì thì có thể dai ngon sần sật, chứ riêng cháo lưỡi là cứ phải ninh thật như cho tôi nhá. Nhất là món cháo lưỡi thần thánh mà bất cứ cô nào cũng mê mẩn ấy. Tin tôi đi, con gái rất thích những chàng trai ngọt ngào, và điều này vô tình lại được thể hiện rất rõ ràng thông qua cách nấu cháo lưỡi của các ông đó nha. Vậy nên, nếu như ngay đầu lâm trận mà các ông đã chỉ phơn phớt qua loa rồi vội vàng mải miết lao đi chinh phục những miền đất mới, gấu sẽ đánh giá ông là một chàng bắc voi chính hiệu, chỉ lăm lăm muốn xơi quả lạ mà thôi. Trái ngược với sự kém tinh tế đó, hãy nán lại một chút nơi bờ môi chúm chím của nàng để cùng nhau cảm nhận sự ấm áp đầy đam mê. Cô ấy chắc chắn sẽ say ông như điếu đổ luôn đấy. Dù vậy, sẽ ra sao nếu như tôi nói rằng bờ môi chín mọng không phải nơi duy nhất đốt cháy ngọn lửa khát khao trong lòng một cô gái nhở? Đáng nói hơn, đa số con trai đều phớt lờ những nơi này và bỏ lỡ cơ hội cùng nàng thăng hoa ngây ngất. Nào, nếu không muốn tiếp tục rơi vào số đông đó để rồi tiếc hùi hụi thì xin mời anh em cùng tiếp tục theo dõi nhé. Việc lớn tính sau, chăm nhau cái đã. Cho tôi hỏi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, các ông mong chờ nhất điều gì từ gấu của mình? Một nụ hôn lúc này xem ra vẫn chưa thể nào giải quyết được triệt để cơn đau dã rời đang ngự trị khắp các tế bào đúng không nào? Dù vậy, tôi dám cá là 500 anh em đều sẽ tan chảy trước những thao tác massage nhẹ nhàng cũng như là độ phê pha cực mê đắm mà nó đem lại. Chà, hồi trẻ em cũng chẳng khác gì so với mấy ông đâu. Thế nhưng đặc biệt ở chỗ, như tôi vừa nói, nơi mà các nàng mong muốn được va chạm nhất lại là những nơi mà các ông không ngờ tới nhất, thậm chí còn thường xuyên ngoảnh mặt làm ngơ vì tưởng rằng chúng chẳng hề quan trọng. Một trong số đó chính là khu vực phía sau tai và gáy, nơi sở hữu làn da mỏng manh và cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một cái thơm nhẹ hạ cánh ở đây thôi, đảm bảo gấu của ông sẽ hứng thú hơn gấp nhiều lần khi rực rủ đi leo núi đấy. Ngoài ra, bờ vai, cổ và đùi cũng là những nơi nàng rất khao khát được chăm sóc. Thế nên, đừng chỉ chăm chăm nhào bột không thôi, hãy dành chút thời gian mát xa những nơi này một cách nhẹ nhàng. Ông sẽ thấy được niềm hạnh phúc cùng sự biết ơn ngập tràn trong đôi mắt của gấu đó nha. Đến đây nhiều ông lại nghĩ, đã thích va chạm thì càng mạnh chắc hẳn sẽ càng vui. Nhưng mà không, đó chỉ là suy nghĩ của những tấm chiếu mới mà thôi. Để đó, tôi sẽ chỉ cho ông cách trở thành một người cầm cương hoàn hảo trong mắt nàng. Dù vậy, tuyệt đối không phải theo cách cố đấm ăn xôi đâu nhá. Mạnh bạo mà làm chi, nhầm nhi cũng rất thú vị. Thời đại nào rồi mà vẫn có những ông tôn thờ chủ nghĩa, khoai to, dai dẳng, chẳng thể chối từ nhở? Này, nói cho mà biết nhá, thứ chị em khao khát và chẳng thể chối từ không nằm ở kích thước hay là tần suất đâu, mà chính là kỹ thuật đó, các ông có hiểu không? Qua rồi cái thời càng nhanh càng thích, ngày nay là cứ phải chậm mà vẫn phê nhà các chiến hữu ơi. Nhiều ông cứ tưởng chỉ có tốc độ ấn tượng mới có thể khiến gấu chết đứ đừ, thế là cứ nghiến răng nghiến lợi giã gạo thục mạng. Các nàng thì lại ngại ngùng, không nỡ khiến chàng cụt hứng. Thành thử trong lòng dù không thích cũng vẫn phải cố tỏ ra phấn khích. Chứ thực ra, thứ họ mong chờ lại là từng nhịp chảy nhấp nhô đều đặn và giã tới đâu là mê tới đó. Điều này đòi hỏi anh em phải cực kỳ tinh tế, ngay tư thế vào trận. Mách nước cho các chiến hữu một chút, ông có thể thử nhấp nhô ở nhiều góc độ khác nhau, xem phản ứng của nàng ra sao, từ đó tìm ra kiểu mà nàng yêu thích nhất, rồi cứ thế vào việc thôi. Thậm chí đôi khi, mỡ dần tận miệng mèo chưa chắc đã thú vị. Giữa chừng, hãy thử ngừng lại một chút, nàng chắc chắn sẽ không chịu nổi sự ngắt quãng này đâu. Được trở thành niềm khao khát của gấu, ai mà không thích phải không nào? Tất nhiên, đừng áp dụng quá nhiều nếu vẫn còn muốn cười với đủ răng nha mấy ông. Yên tâm, chúng ta vẫn còn rất nhiều cách khác để tăng độ mới lạ và thú vị cho chuyện vượt rào. Muốn biết không,
có ngay ở phần tiếp theo của video này đây. Đừng ông nào rời mắt khỏi màn hình nhé. Đó chính là những không gian mới lạ. Sự thật là vậy, một cái lạ luôn hơn tạ cái quen. Các nàng nhìn thì mỏng manh yếu đuối vậy thôi, chứ thật ra trong lòng lúc nào cũng hừng hực khao khát được thử sức trong những không gian mới lạ mà cả hai chưa từng dám cả gan trước đó. Tiêu biểu nhất có thể kể đến chính là nhà tắm và căn bếp. Tất nhiên, dù muốn đến đâu đi chăng nữa, các ông cũng chỉ nên tạo bất ngờ cho gấu theo cách này trong trường hợp đó là không gian riêng của hai người thôi nhé, kẻo không là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nếu chẳng may bị người thứ ba bắt gặp đấy. Quay trở lại với cảnh quan mới mẻ nơi ông và gấu có thể bung lụa, nếu đó là nhà tắm thì sẽ chẳng có gì phải bàn, mọi chuyện diễn ra theo đúng quy trình, ăn no tắm mát rủ nhau làm liều. Thế nhưng, nếu mạnh dạn chọn bếp làm chốn chinh chiến thì các ông sẽ cần chú ý một số điều như sau. Thứ nhất, hãy đảm bảo thức ăn đều đã nấu xong và đặt lên dĩa trước đó. Chứ nếu đang giã gạo lại nghe mùi khét lẹt rồi đi dập lửa, nó lại mất vui ra, anh em có công nhận với tôi không? Ngoài ra, dù hứng thú đến đâu thì cũng cần chú ý thao tác nhẹ nhàng, kẻo không nhỡ may nàng đập tay đụng chân vào cánh cửa tủ hay là cạnh bàn góc ghế thì về sau đôi chim cu lại khó nhìn mặt nhau đấy nhá. Vẫn biết, cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, thế nhưng theo cách nào để nàng ưng cái bụng thì lại không phải ai cũng biết đâu nha. Thật may là chất xám có câu trả lời. Cách kết bài cực kỳ ấn tượng. Nói cho tôi biết các ông xử sự ra sao sau khi đã cơm no rượu say. Đừng nói với tôi là lẳng lặng cởi bỏ áo mưa rồi việc ai nấy làm, thân ai nấy lo đấy nhá. Chỉ có cặp bác voi chính hiệu mới chọn cách kết bài phủi tay như vậy mà thôi. Ngược lại, sâu trong tim, đứa con gái nào cũng mong muốn được nửa kia nâng niu quý trọng, ngay cả khi mọi thứ đã đi đến hồi kết. Nói anh em nghe, dành cả thanh xuân mới cưa đổ được gấu, lại đợi dài cổ để nhận được lời đồng ý cùng đi leo núi từ nàng. Vậy thì dành ra thêm một chút thời gian để quan tâm đến cô ấy sau những pha chinh chiến gay cấn cũng là điều cần thiết và nên làm mà thôi. Đừng tiếc gì nàng một câu hỏi han, quan tâm như em cảm thấy thế nào, hay chỉ đơn giản là em có mệt không, gấu chắc chắn sẽ rất cảm kích ông đấy. Lúc này đây, cô nàng nào cũng chỉ muốn được khép nép nơi lồng ngực ấm áp của các ông để được vuốt ve âu yếm và yêu chiều mà thôi. Bật mí nhé, đây cũng chính là thời điểm các nàng rất muốn được nghe cảm nhận của ông về trận chiến nảy lửa vừa rồi đấy. Hãy dành cho nàng những lời khen chân thành từ tận đáy lòng. Đáp lại, nàng cũng sẽ cho ông biết thế nào là cảm giác được một cô gái yêu thương hết mực, cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời luôn anh em ạ. Vậy là sau video ngày hôm nay, hẳn các ông đã ngẫm ra được khá khá những tuyệt chiêu chiều lòng gấu rồi phải không nào? Nói cho tôi biết trước khi xem video clip này, ông thực hiện được bao nhiêu trong số đó rồi nhỉ? Tôi là Chất Xám, hãy bấm nút đăng ký kênh để có thêm nhiều thông tin bổ ích từ tôi mỗi ngày nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp của các ông xin để lại dưới phần comment. Chất Xám rất vui lòng giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye!